Sở Y tế Cao Bằng rà soát bác sĩ liên quan vụ phó công an phường đánh phụ nữ. Chiều 3 tháng 5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, qua rà soát ban đầu, tại các bệnh viện công lập trên địa bàn không có bác sĩ nào tên nam liên quan đến vụ phó công an phường đánh phụ nữ. Trước đó, tối 28 tháng 4, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh MK, phường Đề Thám. Tại đây, vị Phó trưởng Công an phường yêu cầu một cán bộ công an phường bắt giữ anh N, dẫn đến hai bên vật nhau. Trong lúc xô xát thì Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh và tát hai cái vào mặt một cô gái. Theo tường trình của những người có liên quan, khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 4, tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, xảy ra vụ việc là Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đến nhà hành hung một người phụ nữ và đòi bắt một nam thanh niên lên xe. Nguyên nhân vụ việc được cho là khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, nữ bệnh nhân được bác sĩ tên Nam đã từng khám phụ khoa trước đó gọi điện đến hẹn khám, nhưng bị bệnh nhân thẳng thừng từ chối với lý do thời điểm đó đã là đêm muộn. Vụ việc trên đã khiến bạn trai của người phụ nữ bức xúc, gọi lại dẫn đến lời qua tiếng lại với vị bác sĩ trên. Sau khi hỏi rõ địa chỉ thì vị bác sĩ này đã cùng cán bộ công an có mặt tại nhà nữ bệnh nhân để bắt người vì cho rằng đã có đầy đủ bằng chứng lưu trong điện thoại. Sau khi được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ bức xúc trước hành động của vị bác sĩ và nhóm cán bộ công an trên. Liên quan đến vụ việc, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng vì đánh phụ nữ trong hiệu cắt tóc để xác minh xử lý. Trong khi đó, lãnh đạo Công an thành phố Cao Bằng khẳng định sẽ xử lý nghiêm đúng người đúng tội và không bao che cho sai phạm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.